mùa 2 Lý Chính Thắng. Mùa 2 Lý Chính Thắng thì khá là vui, tại vì ra đi gặp bạn này thấy bạn cũng dễ thương lắm. Giao cho bạn nó dài rồi ngồi nói chuyện xíu. Đi vô thì nay đang ở Lý Chính Thắng nè. Này thì là cô 2 Lý Chính Thắng. Đó, khá là ok, view đẹp. Cô 2 thì mình biết lâu rồi, mình biết kiểu từ thời nó còn ở bên Hai Bà Trưng á, cái ở xíu à. Ngồi cũng chill lắm. Mà hơi chật tại vì bên đó là qua trễ quá, không có chỗ ngồi. Thì tới sau thì thấy nó có nhiều hơn. Bên nhớ cái thứ hai là hình như là ở bên bên phố đi bộ xong giờ mọc nhiều lắm. Cái Lý Chính Thắng này mình cũng không có để ý. Có bạn này bạn chỉ cho mình qua. Nó là view đẹp, ngồi ok mát lắm, nhìn rộng rãi. Đây là cái view nè, đó. Khá là rộng rãi, thoải mái, không ngồi ok. Đó. Chung là view đẹp. Mình quay mình phải chỉ camera xuống xíu nha, tại do đây là khách người ta ngồi đối diện không mà đâu có quay trực tiếp vô mặt ta được, kiểu nó bất lịch sự lắm, nên là mình quay cái cảnh xung quanh cho bạn thấy thôi. Đó, xong rồi giờ tôi sẽ đi lang thang vòng vòng một tí, tôi ghé cái tiệm trà. Tại vì tôi có một cái tin nhắn là đi về ghé mua nước dừa giùm em, nên là tôi phải chạy qua bên quận 10. Khúc này là bên đường Hồng Lĩnh đó mọi người. Có cái chỗ nó khá là hay, thú vị. Cái là Yonti thì phải, đúng rồi, Yonti. Và cái kế bên Yonti nó sẽ có một cái tiệm trà tháng 4. Nếu như bạn nào mà muốn kiểu chiêu chiêu qua đây ngồi chơi, đều giải trí thì có thể qua, nước thì cũng ngon lắm. À, ở đây thì có tô tượng nè, rồi đính mấy cái hạt giống như hạt đá lên mấy cái hình á. Cái này thì mình thấy trên Instagram rất là nhiều, có mấy người làm chuyên nghiệp lắm. Ở đây thì họ cũng có bán kiểu như chậu cây, rồi tô tượng, rồi nhiều thứ lắm. Nói chung mà đi qua thấy bảng giá cũng rất là ok, thích hợp cho mấy bạn kiểu chưa chưa ra ngồi thử máy lạnh, rồi nếu mà nhà mình nóng quá. Thì đợt trước thì có một kỳ nóng quá, mình cũng hay đi ra cà phê hay là đi ra mấy chỗ mà vui vui nè, ga mình né buổi trưa, tại vì buổi trưa ở nhà nó khá là nóng. Đó, ở đây thì mình thấy mấy bạn kiểu cấp 2, F3 cũng rất là nhiều. Tới tô tượng, ngồi chơi. Có mấy người, nhiều khi có mấy bạn tới làm bài tập rồi đủ thứ hết. Ở đây thì nó cung cấp hết cho bạn ha. Tô màu, gấp thú, mọi thứ luôn. Đi vòng quanh tiệm thì thấy đang trang trí theo chủ đề là Trung Thu. Mấy cái lồng đèn này ngày xưa thì thấy nhiều, mà giờ thấy ít rồi. Mấy cái lồng đèn này nhớ là ngày nhỏ của mình á, nhỏ toàn mấy cái lồng đèn này không à, bỏ cái đèn cầy vô xong rồi đốt lửa lên đi vòng vòng vậy đó, quơ mấy cái là cháy cái lồng đèn rồi, tại không có gì giữ được cái đèn cầy nhỏ trong á. Các bạn kế bên quán thì thường sẽ có buổi tối sẽ có trái cây rồi trà viên, nói chung là mấy cái ăn vặt á người ta sẽ bán. Đây chắc là để bàn ghế chèn qua bên kia luôn đó. Ở đây là bên đường Hồng Lĩnh á, đây là tiệm trà tháng 4 với lại Yonti. Địa điểm này cũng khá là nhiều bạn tới để check in á. Nói chung qua đây buổi trưa không gì như làm, qua đây cũng vui lắm. Xong, về bề 2 ly nước dừa, tổng thiệt hại là 90 hả ta? À, 90. Thật là. Thôi, giờ thì về. Hết ngày. Nói chung là hôm nay đi giao hàng rồi đi mua đồ. Giờ này đi giao giày cực lắm, kiểu là tầm 2-3 giờ trưa nè, nắng ơi nắng. Cảm ơn. Hey. Đây là bên quận 8 các bạn. Cái này là khu nhà mình, chung cư Tô Bách. Rồi, let's go.
chạy vô thì không biết mấy bạn sao chứ tôi đang đứng dưới chân cầu Ba Son nè. Thì thật sự chỗ này ngày xưa nó ít lắm, nó điều hiu lắm. Từ hồi có cây cầu Ba Son á là nó đỡ lên hẳn rồi. À, mấy chỗ này là người ta hay tới dưới chân cầu ta ngồi ta nghỉ trưa á, với lại mấy bạn buổi chiều thì mấy bạn hay chụp hình đây nè, cái cầu đi lên cầu Ba Son nè, đó nhiều lắm. Ở bên kia dưới cầu Ba Son thì các bạn ví dụ như đi từ hướng Tổng Thắng ra nè, tới chỗ đó là các bạn phải quẹo rồi đúng không? Đó các bạn nhìn bên trái á, nhìn bên trái sẽ có một cái đường nhỏ, nó nằm ở cái hướng tây mình nè, đó. Thì đó là một cái khu tổng hợp của rất nhiều quán cà phê rất là nổi tiếng luôn, hãng nào cũng có, và cái chỗ đó là có rất là nhiều luôn và bây giờ đang nổi tiếng ở Sài Gòn á. Nếu mà bạn nào có thích thì mình không nhớ cái đường gì, nhưng mà bạn nào cứ hôm nào cứ để ý thì đi qua thử đi. Catinat nè, rồi tùm lum lắm, cà phê trứng, cà phê gỗ gì đó nhiều lắm, cái gì cũng có chứ bên đó đó, một cái khu rất là lớn. Ra đây tôi quay cho nó rộng hơn nè, đó thì ở đó là nó mọc lên rất là nhiều chung cư đúng không, đó mấy cái bên đó đang mọc lên, cái này nữa nè nó chạy dài ra tuốt đằng đó. Rồi ở đây đó cái đường tôi nói đó, bạn thấy không, chỗ mấy chiếc xe nó quẹo vô khúc đằng đó đó, đây nè nè, để phóng lên đó đó, chỗ mà mấy chiếc xe người ta sẽ quẹo vô đó, chỗ đó có một cái đường khi các bạn vào bên đó thì nó kiểu là tập hợp rất là nhiều cái khu mà cà phê, rồi nói chung là về đêm rất là nhiều đó. Đẹp chưa, đây thấy được lên mắt ha. Thì bây giờ mình thấy là từ khi có cầu Ba Son á là mấy cái tòa nhà ở gần dưới chân cầu bắt đầu mọc lên. Đó, ngày xưa là có mấy tòa này thôi à, kiểu như Lotte Hotel nè, rồi cái tòa Meridian nè, rồi một ít tòa, xong rồi chỉ qua hướng Landmark với Bình Thạnh á là mình nhớ là chỉ có cái dãy đó đó nè, thấy không, cái dãy đó thì nó tầm khoảng lúc đó là khoảng sáu cái siêu cao luôn đó. Rồi nhìn qua anh kia thì thấy được một mớ chung cư nữa đó, xong rồi từ hồi mà có cái cầu Ba Son nè, bạn nhìn qua bên cầu ha là bên đó mọc ra một mớ nè, đó đây một mớ nữa nè, còn cái Titan đó đó, cái nhà của biệt đội Titan đó đó là từ ngày xưa tới giờ xây không xong, cứ như vậy hoài á nè, nhà của biệt đội Titan đó. Mình hay kêu như vậy á. Giờ thì có thêm ở đây thì nó trắng quá để khó nhìn á, có thêm đây đó, thêm mấy tòa mọc liền luôn, nó thành một nguyên một cái đường bờ kè luôn. Nhìn này nhớ Nha Trang á, Nha Trang nó cũng có nguyên cái đường bờ kè vậy. Đây là góc view ở dưới ga tàu thủy, ga tàu Bạch Đằng. Lâu lắm rồi Nara mới quay cảnh Sài Gòn các bạn xem á. Đây thấy không, thấy không, đây là tượng Trần Hưng Đạo á, cái đó đối diện là xéo xéo đây là có cái cà phê trứng à. Đó, cà phê trứng này khá nổi tiếng ở Sài Gòn á. One hour later. Yo, đây tôi đang ở chung cư Nguyễn Hữu Cảnh. Ở đây thì có mấy cái quán nhìn cũng ok lắm nha, đỉnh lắm á. Yo, thì hiện tại đang ở chung cư Phạm Việt Chánh. Anh khách bên này, nói chung là qua đưa giày rồi nói chuyện ảnh một buổi cũng vui lắm. Nhưng mà thường thì do là khách hàng thì có tính chất bảo mật á, nên là mình không có quay mấy cái cảnh đó được. Cũng mới ngồi đây nói chuyện xong cũng vui lắm. Vậy, let's go, let's go.